Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Mark One. Lại là mình Quân đây. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con máy mà mình đang sử dụng ở trên văn phòng, MacBook Pro Retina 2013. Đúng rồi đấy, các bạn không nghe nhầm đâu. Đó là một con cụ 9 năm tuổi rồi. Và để xem khoảng 9 năm rồi thì con máy này còn có những cái gì nhá. Ok, intro. Đầu tiên là nói về ngoại hình của máy. Đến năm 2022, máy đã được khoảng 9 năm tuổi rồi. Tuy nhiên thì mình đánh giá đây vẫn là một thiết kế rất là đẹp của Apple. Phía mặt A thì có logo quả táo phát sáng. Đây là một biểu tượng của MacBook rồi. Và đến thời điểm hiện tại thì những con máy như là M1 hoặc là từ thế 2016 đổ đi là đã không còn cái biểu tượng này nữa rồi. Ngoại hình thì máy cũng xước sát khá là nhiều. Hơn nữa thì phần mặt đáy cũng đã bị phồng ra do chiếc máy này pin nó đã bị chai mất rồi. Các cái phần núm cao su ở phần bít máy cũng bong hết cả ra rồi. Mình không hiểu tại sao là phồng như này rồi mà mình sử dụng vẫn được luôn. Nói thật là khi mà mình mới nhận việc ở văn phòng ấy, được cấp cho con máy này dùng thì mình cũng thấy hơi ghê. Tại vì là nó phồng hết cả pin lên rồi. Nhưng mà trong quá trình mình sử dụng thì phải công nhận một điều là đồ của Apple rất là ngon, bền nữa. Và máy vẫn hoạt động rất là trơn tru, quạt chạy vẫn phà luôn. Con này của mình ở đây hiện đang chạy chip Intel i7, RAM 8GB. Trong quá trình mình sử dụng, công việc của mình thì chủ yếu là viết doc, lên mạng tìm kiếm thông tin thì mình thấy máy đáp ứng rất là tốt. Khi mà trước đó mình dùng Windows ấy, lúc mà mình nhắn tin ở trên Facebook, máy rất là lag. Từ khi mà mình chuyển sang MacBook này thì hiện tượng đó sẽ không còn nữa. Tuy nhiên thì với một độ tuổi khoảng 9 năm rồi thì máy đáp ứng cũng không đạt được 100% nữa. Khi bật nhiều tab Chrome, cụ thể là khoảng gần 20 tab, máy bắt đầu nóng lên và quạt tản nhiệt kêu cũng khá là lớn. Mình cũng đã nói ở trên thì pin của máy cũng đã bị chai phồng lên rồi. Bây giờ dùng 100% là mình sẽ phải cắm sạc. Và nếu như mình ngắt sạc ra thì máy cũng sẽ ngắt theo luôn. Nếu mà để dùng ngon hơn nữa thì chắc chắn là máy này sẽ phải đi thay pin rồi. Một điểm cộng nữa của MacBook đó là Apple đã trang bị trên những thiết bị của mình một màn hình rất là tốt. Ở năm 2013 mà máy đã được trang bị màn hình Retina 2K, vượt trội hơn rất là nhiều so với cả các máy cùng thời điểm ấy. Và đến bây giờ thì chất lượng hiển thị của máy vẫn rất là tốt. Nhưng mà so với các máy ở thời điểm hiện tại thì viền màn hình của máy sẽ hơi bị dày một chút. Bàn phím ở các đời Pro từ 2015 đổ xuống thì mình thấy là bấm rất là sướng, đầm tay. Và máy mình cũng chưa thấy hiện tượng bị lỗi phổ thông như ở các đời 2017 hoặc 2018. Đó là lỗi kẹt phím, máy mình thì bấm vẫn rất là ok. Giải loa bên cạnh của máy đã không còn được nguyên vẹn nữa rồi. Mặc dù máy kêu vẫn rất là to, tuy nhiên sẽ có một hiện tượng đó là sẽ bị hơi rè một chút. Touchpad ở phiên bản này thì mình thấy là hơi bé so với cả những cái đời kế nhiệm sau này đã được làm to hơn rồi. Tuy nhiên thì mình bấm checking hoặc là thao tác của mình vẫn rất là tốt và có đầy đủ những cái cử chỉ vuốt chạm. Một điểm nữa mà các thế hệ sau này vẫn luôn thèm khát đó chính là cổng kết nối. Từ đời 2016 đổ đi thì Apple đã cắt giảm rất là nhiều cổng kết nối để máy có một ngoại hình mỏng hơn. Còn ở phiên bản này thì vẫn có rất là đầy đủ các cái cổng kết nối từ HDMI, USB Type-A và hơn nữa có một cái cổng mà đến tận ngày nay thì các sản phẩm mới vẫn đang thèm khát, đó chính là cổng MagSafe. Và đến 2022 thì cổng MagSafe đã được mang quay trở lại cho những sản phẩm Apple chip M2. Cuối cùng thì mình muốn nói ở đây đó chính là giá trị sử dụng của một con MacBook. Với một mẫu máy đã 9 năm tuổi rồi mà đến tận bây giờ thì mình sử dụng nó vẫn dùng để làm việc được. Thì các bạn thử nghĩ xem, với những con chip như là M1 hoặc là M2 do chính Apple sản xuất đã được tối ưu hơn về phần cứng cả vào phần mềm, thì khi mà các bạn mua máy về thì các bạn có thể sử dụng được thêm bao nhiêu lâu nữa. So với cả một mẫu laptop Win cùng với độ tuổi hiện tại thì mình không chắc là sẽ có một mẫu nào có thể đáp ứng được tốt như thế này. Nếu như các bạn đang quan tâm đến những chiếc MacBook chạy chip M1 cũng như là M2 sắp tới thì mình sẽ để đường link phía bên dưới cho các bạn tham khảo ở cửa hàng của Mac One. Hiện tại thì chúng mình đang có chương trình đặt trước những mẫu MacBook chạy chip M2 với ưu đãi giảm 300.000. Và khi các bạn mua máy tại Mac One thì đang có ưu đãi đó là vệ sinh máy cũng như là cài đặt phần mềm miễn phí trọn đời. Ok, các bạn nghĩ thế nào về con máy này? Hãy comment ý kiến phía bên dưới và cho chúng mình biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.